Trong gia đình, cha mẹ phải làm gương cho con cái. Có câu nói trẻ không chơi, già đổ đốn. Có những người lập gia đình rồi nhưng ham muốn tuổi trẻ vẫn không thể nào thoát ra được. Bản thân ăn chơi, rượu chè, cờ bạc làm khổ gia đình. Uống đi chúng mày ơi, hôm nay chị bao tất, không phải nghĩ ngợi gì về tiền nong cả. Vợ với chả con, trời sắp tối rồi, gọi không biết đường về gì cả. Này chị, chồng chị lại gọi kia kìa. Tao đau đầu với cái lão này quá. Alo, em liệu mà về đón con đi nhé. Vâng vâng, em biết rồi. Uống tiếp đi chúng mày. Uống đi chị ơi, chị là chị quý nhất chúng mày đấy. Bố mẹ hôm nay đi đâu mà mãi chả thấy đón mình gì cả. Sao trời đang nắng lại mưa thế này? Bố mẹ ơi, đến đón con đi. Con gái của bố, con bị làm sao thế này? Con ơi, mau tỉnh lại đi, để bố đưa con vào trong. Trên đời này, rượu bia là tuyệt vời nhất. Em, sao hôm nào em cũng say xỉn vậy? Em không biết nghĩ cho con à? Bố ơi, con đau đầu quá bố ạ. Uống đi, mày đi mua cho chị ít đổ tương về để nhắm. Nhanh lên. Tôi thực sự hết chịu nổi cô rồi đấy. Cô mau im đi. Ngày hôm sau, đặt đi bà chị, hôm qua chị ăn hơi nhiều của em rồi đấy. Thôi được rồi, tao đặt tất. Bất ngờ chưa? Coi như hôm nay là chị đen thôi, cho em xin nhé. Em ơi, em về ngay đi nhé. Con nó ốm nặng lắm rồi đây này. Em về ngay đi. Anh gọi cái gì mà nhiều thế? Con ốm nặng thì anh tự mà chăm đi. Tí nữa tôi về. Lẹ nha, lẹ nha. Bà chị, sẵn sàng chưa? Tao tất tài chỗ này. Xin nhé, ngày mai qua chỗ em cho gỡ tiếp. Tiền thế chứ lì. Đang chơi gọi gì mà gọi lắm. Bộ máy thừa tiền à? Nghe tin cháu ốm em chạy qua thăm. Anh có cần em giúp gì không ạ? May quá, có cô Miều ở đây. Cô cùng tôi đưa cháu lên bệnh viện được không? Dạ vâng ạ, vậy mình đi thôi anh. Con ơi, con dậy đi với bố nào. Bà chị, có chơi nữa không? Tao không chơi nữa, ngày mai tao gỡ lại. Ok. Bà chị đi thong thả nhé. Muốn ăn của anh mà dễ á. Mở đấy, vào mà húp. May là hôm nay có em, không thì anh không biết phải làm thế nào. Con cảm ơn cô Miêu ạ. Ơ, mà chị đâu, sao không thấy về chăm bé hả anh? Thôi cô ạ, nhắc đến làm gì. Vợ tôi suốt ngày rượu chè cờ bạc, tôi chán lắm rồi. Này, anh định kể xấu tôi với người khác đấy à? Bây giờ cô mới biết bác mặt về sao? Tôi như thế nào không đến lượt anh phải đi kể xấu với người khác, nghe chưa? Dạ thôi, em xin phép anh chị, để hôm khác em đến thăm cháu sao ạ? Cô đi đường cẩn thận nhé. Chắc anh chán tôi, quay sang thích cô ta chứ gì. Thật hết nói nổi. Đến chỗ cũ đi, tao có tiền rồi. Bố ơi, mẹ con lại đi đâu thế ạ? Chia bài đi, hôm nay có bao nhiêu tao gỡ hết. Cô lên bài rồi ký vào đơn ly hôn đi. Anh là ai? Câm mồm, đây không phải là chỗ mày lên tiếng. Cô mau ký vào đây đi. Kể từ giờ, tôi với cô không còn là cái gì hết. Hãy tránh xa cuộc đời tôi ra. Anh ơi, đừng mà. Bà chị, thanh toán nợ đi chứ nhỉ. Khoản đấy, tôi sẽ trả sau. Nhớ đúng hẹn đấy, không thì đừng có trách thằng này. Một thời gian sau. Bố ơi, đã mấy tháng rồi con không được gặp mẹ, con nhớ mẹ quá. Con đừng buồn nữa, bà đấy không xứng đáng là mẹ của con đâu.
Nhưng mà con cũng muốn có cuộc sống có đầy đủ cả bố lẫn mẹ như các bạn. Anh ơi, thời gian tới anh cho phép em thu xếp qua để chăm sóc cháu được không ạ? Tôi cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi có gia đình mất rồi. Thôi, không sao đâu, em vẫn sẽ ở đây để đợi anh mà. Con gái, xem bố đưa ai về này. À, con chào cô Miu. Từ giờ, cô Miu sẽ ở đây với bố con ta đấy. Hả? Thật vậy sao hả bố? Con thích lắm ạ. Con yêu cô. Thôi được rồi, con gái của mẹ ngoan nào. Anh ơi, cho em khất thêm vài bữa nữa đi ạ. À. Mày không trả tiền tao thì mày liếu cái mặt mày đấy. Anh cho em xin thư thư thêm vài bữa nữa đi ạ. À. Giờ em đang khó khăn lắm. Mày thích thư thư không? Nhớ rõ mặt tao đấy. Rành con. Mẹ ơi, mẹ có bị đau ở đâu không ạ? À? Mẹ đi lên đây với con. Mẹ bị ngã ở đâu sao người trầy xước hết thế này? Mẹ không sao đâu. Mà bố con không có ở nhà. Bố con đi làm rồi mẹ ạ. À. Tối bố mới về cơ. Mẹ đừng đi đâu nữa nhé. Con yêu mẹ lắm. Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy ạ? À? Ở trong đấy không có gì đâu. Mẹ không được lấy tiền của bố con như vậy. Mày bỏ tay ra. Tao đang cần tiền có việc gấp. Tránh ra một bên xem nào. Sao, sao cô lại ở đây? Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Tại sao cô lại lấy tiền của tôi? Cô bỏ tay ra, tiền này là tiền của tôi. Cô không được phép đụng đến. Mẹ, mẹ đừng như thế nữa mà. Mẹ hãy làm lại cuộc đời đi. Cô đừng hòng chạy thoát. Là các người gài tôi. Cô xác định ngồi tù mọt gông đi. Con xin lỗi mẹ, chính là con gọi cho bố về đấy ạ. À. Sao mẹ lại trở nên như vậy nhỉ? Không được, mình phải gọi điện cho bố thôi. Alo, bố ơi, bố về đây ngay đi. Mẹ đang ở nhà mình lục tung tủ đựng tiền của bố kìa bố ơi. Gia đình là nơi tồn tại hạnh phúc thiêng liêng nhất. Vậy mà Trang nỡ lòng nào phá vỡ nó. Qua tập phim ngày hôm nay, Miu Miu muốn nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh. Hãy quan tâm chăm sóc tốt những đứa con của mình. Chăm lo cho gia đình để xứng đáng là một người cha, người mẹ. Để các con được phát triển một cách toàn diện nhé.